Chơi xích đu ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, bạn có dám thử? Riêng tôi đây thì ban đầu cứ bảo là không chơi đâu, nhưng mà cuối cùng thì cái kết vượt lên chính mình. Buổi sáng thứ hai tại Sapa thì bọn mình quyết định sẽ đi cầu kính rồng mây, và trước khi đi thì cứ phải ăn sáng làm ấm bụng trước cái đã. Đây là một cái quán ăn sáng mà chỉ dân bản địa mới biết thôi, và mình đi theo sự chỉ dẫn của anh lái xe ấy. Ba anh em mỗi người làm một bát bún thập cẩm siêu to siêu hấp dẫn. Nhân có nào là cá rán giòn này, đậu, chả cá, mọc và đặc biệt là cực kỳ nhiều hành phi, ăn thơm béo dã man luôn. Phải nói là thơm ngon tới giọt cuối cùng, cho nên là nếu có cơ hội tới Sapa thì các bác nhất định phải ăn thử cái quán này nhá. Sau đó thì tụi mình xuất phát đi cầu kính rồng mây cách Sapa độ khoảng tầm 20 cây, và cái chỗ này thì nó không thuộc địa phận Sapa, nó ở bên Lai Châu cơ. Trên đường đi thì mọi người có thể ghé tham quan thác Bạc, thác Tình Yêu, đèo Ô Quy Hồ, nhưng mà mình máu cái cầu kính này quá nên là đi thẳng một lèo tới đây luôn. Vé cầu kính thông thường sẽ là 300.000 một người, nhưng mà với Pít thì có vẻ không phải là như thế, bởi vì tới cái khu lưu niệm mình lại ngựa mua thêm cái mũ này, thế là mất toi thêm 250 nữa. Nhưng mà thôi, tạc lưỡi kiểu không sao, nó cũng xinh mới ấm mà đúng không? Thôi bỏ qua chuyện ấy, thì sau đấy sẽ đi thang máy ngoài trời để lên trên cầu kính. Tổng độ dài thang máy này sẽ rơi vào tầm khoảng 305m, trong đấy thì có 80m trong lòng núi. Càng lên cao thì tai mình càng ù, và nói chung là cũng sợ nữa, lại được mấy cái ông trong thang máy cứ hỏi là thang máy liệu nó có rơi không, trời ạ. Xong rồi lên tới nơi thì tất cả mọi người phải đi cái bao giày này vào để tránh làm xước mặt kính. Tới giây phút hồi hộp rồi đây, nhón một miếng rồi bắt đầu những bước đi đầu tiên đầy sự run rẩy và sợ hãi. Thật ra là kiểu cứ nhìn thẳng về đằng trước thì không sao cả, nhưng mà cứ khi nào mà mình nhìn xuống dưới chân ấy thì lại cảm giác hơi bị chóng mặt một chút xíu. Nhưng mà sau một hồi quen rồi thì bắt đầu còn nhún nhún nhảy nhảy kiểu múa quạt được luôn đấy chứ lệ. Hi, còn gặp bạn viewer nhỏ tuổi chụp ảnh cùng nè, một xíu sau bé còn mang cả bắp răng bơ ra tặng mình nữa, đáng yêu thực sự. Còn tiếp theo là chuyên mục sống ảo chụp chòe thì ta nói trong lòng sợ vẫn sợ, nhưng mà khi đi với những đứa bạn lầy lộ thì nỗi sợ ấy tan biến hết. Pít béo vẫn làm đủ thứ trò con bò, đấy trông giống thiểu năng đang tập thể dục chưa kìa. Xong rồi định chuyển qua chơi mấy cái trò cảm giác mạnh cơ, đầu tiên là cái cầu độc mộc này, nhưng mà nó lại đang bảo trì sửa chữa rồi nên là thôi mình lên trên kia chơi xích đu đi. Mà muốn lên được trên đấy thì phải vượt qua con đường cầu vồng dài bất tận này, xích đu ơi, chị tới với em đây. Đừng hỏi vì sao giọng Pít càng ngày càng bé, vì hãy nhìn đi, trời ơi đây là một nỗi sợ khác các bác ạ. Nó sẽ khác hoàn toàn với cái cảm giác khi mà mình đi cầu kính, mua vé xong rồi ngồi lên đây rồi anh ấy thắt dây an toàn rồi mà trong đầu mình vẫn luôn nghĩ là rồi có đi hay không đây. Nhưng mà dù trong đầu có lặp đi hàng ngàn lần hàng vạn lần cái câu như thế đi chăng nữa thì không hiểu sao bằng một thế lực, bằng một sự can đảm nào đó, mình vẫn quyết tâm chơi cái trò này tới cùng. Sau cái cú thả đầu tiên thì có thể nói là cái tiếng hét của tôi nó vang vọng núi rừng, vang vọng một khoảng trời luôn ạ. Nhưng mà sau đấy nó lại là một cái cảm giác tưởng không thích mà lại thích không tưởng, đu một vài vòng xong nó lại thích mê chứ lệ. Mỗi tội là anh nhân viên hỏi có chơi lần nữa không em, vẫn say no, tạm thời như này một lần là quá đủ rồi anh ạ. Còn về giá thì sẽ là 150 một người, mọi người muốn đu bao nhiêu tùy thích, chủ yếu là có đu được hay không thôi. Nếu mà không chơi được xích đu thì chuyển qua trò zipline sẽ nhẹ nhàng hơn nè. Vé zipline thì cũng 150 luôn, nếu mà cái cầu độc mộc nó mở thì nói chung là cũng 150, đồng giá 150 mà quần áo bảo hộ xong, đội mũ bảo hiểm các thứ, lên đến đây là lại bắt đầu chuẩn bị hát bài I Believe I Can Fly. Mọi người có nhớ không, chứ nọ đi Kiến Thụy mình cũng đã từng quay cái zipline rồi ấy, nhưng mà so với ở đây zipline qua núi thì nó không là gì cả. Nói chung là đỉnh lắm, nên là nếu có cơ hội lên Sapa thì mọi người nhớ lên đây để tham quan cầu kính và chơi các trò chơi mạo hiểm nhé. Mọi người ơi, tất cả đồ hay ho Pít mua đều để dưới comment nè. Còn nữa đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.